Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định mới về mức lãi suất sẽ được áp dụng tại các ngân hàng thương mại trong năm 2016 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ mua nhà. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 2016, mức lãi suất các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 5% năm. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng cho vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5% năm. Trong 5 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung thêm 21.000 căn nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu nhà ở cho nhiều đối tượng. Người muốn mua nhà ở xã hội cần đặt cọc trước 20% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, nếu người mua có tiền thì có thể trả trước hạn.